Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 10 như sau. Nghi Lâm chăm sóc trị thương được một lúc thì hơi thở người ấy điều hòa, thuốc đã phát huy tác dụng, y ngủ thiếp đi. Khúc Phi Yên đốt nến rồi vẫy Nghi Lâm bước đến, nàng nhận ra Lệnh Hồ Xung thì mừng khôn xiết. Giữa lúc ấy, Định Vật Sư Thái la to bên ngoài gọi tên Nghi Lâm, rồi lại kêu tên Điền Bá Quan thả đệ tử của bà ta ra. Bọn Dư Thương cũng đến, y nhảy vào đánh với Điền Bá Quan vì y đã giết Bành Nhân Kỳ. Ở hướng bắc lại nghe tiếng Lưu Chính Phong ra lệnh Hướng Đại Niên và Mễ Vi Nghĩa dẫn người lục soát đại kỷ viện. Nghi Lâm sợ đến ngất xỉu, Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy bảo Khúc Phi Yên đốt đèn lên. Nàng cùng Nghi Lâm vào giường nằm, chàng kéo tóc của Phi Yên che qua đầu trọc của Nghi Lâm. Vừa lúc ấy, bọn Dư Thương Hải, Hầu Nhân Hùng, Hưởng Đại Niên vào đến. Chúng vén màn thấy hai người nữ đầu tóc đen thất vọng quay trở ra. Dư Thương Hải đánh vào Lệnh Hồ Xung một chưởng, chàng né qua một bên, y lại giơ tay một lần nữa sắp tung chưởng thì ngoài cửa có tiếng người chửi, lão phóng ra liền. Thì ra đó là người cải trang lưng gù Lâm Bình Chi. Một câu phong liền phóng tới bên cạnh Lâm Bình Chi. Dư Thương Hải tự lượng sức yếu hơn nên kéo đám đệ tử bỏ đi, còn lại Lâm Bình Chi, một lão ép chàng quỳ xuống lại nhận y là gia gia. Nhạc Bất Quần bỗng xuất hiện dùng Tử Hà Công giúp Bình Nhi đứng dậy. Lão nói xong liền phóng chân trái đá bóp một cái, Lâm Bình Chi lộn nhào văng ra mấy trượng. Chuyện này vượt ra ngoài sự phỏng đoán của Nhạc Bất Quần. Lão hoàn toàn không ngờ một cao phong nhấc chân lên là đá, lại không có một chút dấu hiệu báo trước nên không kịp ra tay cản trở. Lâm Bình Chi ngã nhào về phía sau rồi lập tức đứng dậy, dường như chưa bị thương tích gì. Nhạc Bất Quần nói: Mộc huynh sao lại cư xử như bọn trẻ con? Tiểu đệ phải nói huynh là phản lão hoàng đồng mới đúng. Mộc Cao Phong cười nói: Nhạc huynh yên tâm đi, đà tử này có to gan đến đâu cũng không dám đắc tội với vị vị của huynh. Tiểu đệ cũng không biết vị này là cái gì của Nhạc huynh. Thôi tạm biệt, tạm biệt. Thật không ngờ uy danh lừng lẫy như phái Hoa Sơn mà vẫn còn thèm khát thịt Tà Kiếm Phổ. Lão vừa nói vừa vung tay thoái lui. Nhạc Bất Quần tiến lên lớn tiếng nói: Mộc huynh, huynh nói cái gì vậy? Gương mặt lão hiện lên sắc tía, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những sắc tía vừa xuất hiện lại tàn đi ngay, sắc mặt trở lại như cũ. Mộc Cao Phong thấy mặt lão đầy sắc tía, lòng không khỏi hồi hộp, y nghĩ bụng: Quả nhiên là Tử Hà Công của phái Hoa Sơn rồi. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần đã cao minh, lại luyện được môn nội công thần kỳ này, đà tử ta không thể đắc tội với lão được. Lão lập tức cười hi hi nói: Tiểu đệ không có biết Tịch Tà Kiếm Phổ là cái thứ gì, chỉ thấy lão Dư Thường Hải phái Thành Thành bất chấp tính mệnh mà tìm mọi cách để chiếm đoạt, nên thuận miệng nói càng vài câu, Nhạc huynh bất tất phải để bụng làm chi. Lão nói xong liền xoay người giọt đi. Nhạc Bất Quần nhìn theo Mộc Cao Phong cho đến lúc bóng y mất hút. Lão thở dài lẩm bẩm: Trong gió lầm, những người có công phu như hắn rất là hiếm thấy, vậy mà y can tâm làm cái thứ. Lão nén lại hai chữ hạ lưu không nói ra, rồi lại lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên Lâm Bình Chi chạy đến, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu lia lịa nói: Kính xin sư phụ thu nhận vào môn tường, đệ tử nguyện tuân theo lời giáo huấn, nghiêm giữ môn quy, quyết không dám có một chút phản bội sư mệnh. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Nếu ta thu nhận ngươi làm đồ đệ thì khó tránh khỏi bị một đà tử nói lén sau lưng rằng ta cướp đoạt đồ đệ của lão. Lâm Bình Chi khấu đầu nói: Đệ tử vừa thấy sư phụ
lòng đã vô cùng ngưỡng mộ. Đệ tử thành tâm thành ý khẩn cầu. Chàng nói xong lại dập đầu liên tục. Nhạc Bất Quần cười nói: được rồi, ta thu nhận người làm đệ tử thì không có khó đâu. Có điều á, người chưa bấm rõ với phụ mẫu, không biết hai vị có bằng lòng hay là không. Lâm Bình Chi nói: nếu được ân sư thu nạp đệ tử vào môn tường thì gia phụ gia mẫu sẽ rất vui mừng, quyết không có lý do gì mà không đồng ý. Gia phụ gia mẫu đang bị ác tặc Thanh Thành giam cầm, xin sư phụ ra tay cứu giúp. Nhạc Bất Quần gật đầu nói: đứng lên đi. Được rồi, chúng ta đi tìm song thân của người ngài đi. Lão quay đầu lại gọi: Đức Nạc, A Phát, Sang Nhi, tất cả ra đây. Từ sau góc tường, một đám đông đi ra, chính là bọn đệ tử của phái Hoa Sơn. Thì ra những người này đã đến đây từ lâu rồi. Nhạc Bất Quần bảo họ núp ở sau cho đến lúc Mộc Cao Phong bỏ đi mới xuất hiện. Để Mộc Cao Phong khỏi cảm thấy bẽ bàng khi gặp quá nhiều người, bọn Lao Đức Nặc hớn hở chúc tụng: chúc mừng sư phụ thu nhận thêm đệ tử. Nhạc Bất Quần cười nói: Bình Chi, đây là những sư ca mà ngươi đã gặp trong quán trà nhỏ rồi, ngươi hãy làm lễ ra mắt các vị sư ca đi. Lão già là nhị sư huynh Lao Đức Nặc, hán tử tướng mạo cao lớn là tam sư huynh Lương Phát, gã ăn mặc như phu khuân giác là tứ sư huynh Thi Đới Tử, gã lúc nào cũng cầm bàn tính là ngũ sư huynh Cao Căn Minh, còn lục sư huynh Lục Đại Hữu là nhân vật đặc biệt, ai thấy một lần cũng sẽ khó quên. Ngoài ra còn có thất sư huynh Đạo Quân, bác sư huynh Anh Bạch La là hai đệ tử còn rất trẻ. Lâm Bình Chi lần lượt đến bái kiến mọi người. Bỗng nhiên sau lưng Nhạc Bất Quần vang lên một tràng cười trong trẻo: Gia gia, hài nhi là sư tỷ hay là sư muội của y đây? Lâm Bình Chi ngây người ra, nhận ra đó là tiếng nói của thiếu nữ bán rượu ở thành Phúc Châu mà các môn hạ phái Hoa Sơn đều gọi cô ta là tiểu sư muội. Thì ra cô ta là con gái của sư phụ. Chỉ thấy phía sau áo bào xanh của Nhạc Bất Quần ló ra nửa khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, con mắt bên trái đen tròn lúng liếng nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại ẩn vào phía sau lưng Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi nghĩ bụng: thiếu nữ bán rượu dung nhan thật là xấu xí, mặt đầy vết sẹo đậu mùa, tại sao trở thành xinh đẹp như vậy? Cô ta ló đầu ra rồi lại thụt vào. Trời lại còn tối, trăng sáng mờ mờ nên không cách nào nhìn rõ được. Nhưng thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Rồi chàng lại nghĩ: cô ta nói là cô ta cải trang đến ngoại thành Phúc Châu bán rượu. Định Vật Sư Thái lại nói cô ta cải trang thành một người xấu xí. Vậy thì cái bộ dạng xấu xí đó là do cô ta cố ý cải trang mà ra. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần cười nói: các vị sư huynh nhập môn sao hài nhi đều gọi hài nhi là tiểu sư muội. Số phận làm sư muội của hài nhi đã được định rồi, vậy thì tất nhiên hài nhi cũng là tiểu sư muội mà thôi. Thiếu nữ cười nói: hài nhi không chịu đâu, từ nay về sau hài nhi phải làm sư tỷ. Gia gia, Lâm sư đệ phải gọi hài nhi là sư tỷ đó. Sau này gia gia có thâu nhận thêm 100 hay 200 đệ tử nữa cũng đều phải gọi hài nhi là sư tỷ hết. Cô vừa nói vừa cười. Từ sau lưng Nhạc Bất Quần đi ra, dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Bình Chi thấy thấp thoáng khuôn mặt vô cùng khả ái, đôi mắt đen lấy nhìn đăm đăm vào mặt chàng. Lâm Bình Chi xá dài rồi nói: Nhạc sư tỷ, tiểu đệ hôm nay được ân sư mở lòng thâu nhận làm môn hạ. Người nào vào môn hạ trước là lớn, tiểu đệ tất nhiên là sư đệ của sư tỷ rồi. Nhạc Linh Sang vui mừng quay người lại phụ thân nói: Gia gia, y tự nguyện gọi hài nhi là sư tỷ chứ không phải do hài nhi ép buộc đâu nha. Nhạc Bất Quần cười nói: người ta mới nhập môn mà hài nhi lại nói đến hai chữ ép buộc. Nếu người nào trong môn hạ ta đều giống như hài nhi, ý lớn hiếp nhỏ, ha, không làm cho y sợ sao? Nghe lão nói như vậy, bọn đệ tử cũng cười rần lên. Nhạc Linh Sang nói: Gia gia, đại sư ca ẩn vào nơi này để dưỡng thương, lại bị lão đạo sĩ thối tha Dư Thương Hải đánh cho một chưởng nữa, e rằng vô cùng nguy hiểm.
chúng ta mau đi xem đại ca ra sao đi. Nhạc Bất Quần chau mày lắc đầu nói: Cần Minh đơi tử, hai người đi khiêng đại sư ca ra đây. Cao Căn Minh và Thi Đối Tử cùng đồng thanh dạ một tiếng, rồi nhảy qua cửa sổ vào phòng. Lát sau cả hai gã đều nói: Sư phụ, đại sư ca cũng có ở đây, phòng trống trơn à. Tiếp theo, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, hai người đã đốt đèn lên. Nhạc Bất Quần cau tít cặp chân mày, lão không muốn bước vào kỷ viện là nơi ô uế bẩn thỉu, bèn bảo Lão Đức Nặc: Người vào trong xem sao. Lão Đức Nặc đáp: Dạ. Rồi y nhảy vào cửa sổ. Nhạc Linh Sang nói: Hà Nhi cũng đi xem sao. Nhạc Bất Quần xoay tay nắm chặt cổ tay Nhạc Linh Sang nói: Đừng có quấy rầy, Hà Nhi không được phép vào những nơi như thế này. Nhạc Linh Sang sốt ruột đến muốn khóc, nói: Nhưng mà đại ca đang bị trọng thương, e rằng tính mạng của đại ca nguy hiểm lắm. Nhạc Bất Quần nói nhỏ: Đừng có đau lòng, hắn đã được Bùi Thiên Hương đoạn tục giao của phái Hằng Sơn, không có chết đâu mà lo. Nhạc Linh Sang vừa sợ hãi vừa vui mừng hỏi: Gia gia làm sao mà biết được? Nhạc Bất Quần nói: Nói nhỏ thôi, đừng có nhiều lời. Lệnh Hồ Xung đã bị trọng thương, lại bị thêm một chưởng của Dư Thương Hải, khiến vết thương càng thêm đau đớn. Hắn học ra hai ngụm máu, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn nghe Một Cao Phong và Dư Thương Hải giao đấu với nhau, rồi khi mọi người ra đi lại biết được có sư phụ tới. Lệnh Hồ Xung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ có sư phụ mà thôi. Hắn nghe tiếng Một Cao Phong và sư phụ đối đáp với nhau, liền nghĩ: Mình đã gây thù án với nhiều người, không biết sư phụ sẽ trách phạt ra sao. Nhất thời quên đi vết thương đang đau nhức, hắn quay người về phía giường nói khẽ: Đại quả rồi, sư phụ ta tới, chúng ta phải trốn cho mau. Lệnh Hồ Xung nói xong lập tức vịn tường đi ra khỏi phòng. Khúc Phi Yên kéo Nghi Lâm từ từ chui ra khỏi chăn, đi theo Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lảo đảo, hai người vội chạy lại đỡ. Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng, đi xuyên qua dãy hành lang, thầm nghĩ tai mắt của sư phụ rất linh mẫn, chỉ cần đi ra thì lập tức sư phụ phát giác ngay. Hắn thấy bên mé phải có một gian phòng lớn, lập tức lẻn vào rồi nói: Đóng cửa sổ lại. Khúc Phi Yên nghe lời đi đóng cửa sổ. Lệnh Hồ Xung không gắng gượng được nữa, liền ngã người lên giường thở dồn dập. Cả ba người im thinh thích. Một lúc sau mới nghe giọng nói của Nhạc Bất Quần từ xa: Hằng không có ở đây, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy yên ổn. Lại qua một lúc nữa, bỗng nghe có tiếng bước chân người từ trong sân đi tới, gọi khẽ: Đại sư ca, đại sư ca. Đó là Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Xét cho cùng, chỉ có Lục Hầu Nhi là tốt với tài nhất. Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng đáp lại, chợt thấy tấm màn trên giường rung động. Thì ra Nghi Lâm nghe tiếng có người gọi tìm, sợ hãi run lên. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Ta lên tiếng trả lời thì sẽ làm liên lụy đến thanh danh của vị tiểu sư muội này. Nghĩ vậy, hắn không lên tiếng, lắng tai nghe Lục Đại Hữu đi ngang qua cửa sổ, vừa đi vừa gọi khẽ: Đại sư ca, đại sư ca. Tiếng gọi xa dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Khúc Phi Yên bỗng nói: Ê, trời ơi, Lệnh Hồ Xung đại ca chết chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Ta làm sao có thể chết được? Nếu ta chết thì sẽ làm tổn thương danh dự của phái Hằng Sơn, rất có lỗi với họ. Khúc Phi Yên lấy làm lạ hỏi: Tại sao vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn ta đã được trong uống ngoài thoa, nếu trị không hết, Lệnh Hồ Xung này vô cùng có lỗi, có lỗi với vị sư muội của phái Hằng Sơn. Khúc Phi Yên cười nói: Đúng rồi, nếu đại ca mà chết đi thì quá tội lỗi với người ta đó. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung bị thương nặng như vậy mà còn nói đùa được,
Cô khâm phục sự gan dạ của hắn và cũng an tâm hơn một chút. Cô nói: Lệnh Hồ đại ca, lão Dư quán chủ lại đánh đại ca một chưởng, để tiểu muội xem lại vết thương của đại ca ra sao. Lệnh Hồ Xung chống tay muốn ngồi dậy. Khúc Phi Yên nói: Ế, không cần khách khí, đại ca cứ nằm đi. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn kiệt sức, có muốn ngồi dậy cũng không nổi, đành phải nằm dài trên giường. Khúc Phi Yên thắp ngọn nến lên. Nghi Lâm thấy áo của Lệnh Hồ Xung đầy máu, không kiên kỵ gì nữa, cô nhẹ cởi trường bào của Lệnh Hồ Xung ra, lấy chậu rửa mặt và khăn tay treo trên giá giặt cho sạch sẽ, rồi lau chùi vết máu trên người của Lệnh Hồ Xung. Cô lấy thiên hương đoạn tục dao trong người ra bôi hết lên vết thương. Lệnh Hồ Xung cười nói: Linh dược quý báu này đem dùng một cách lãng phí cho tại hạ, thật là đáng tiếc. Nghi Lâm nói: Lệnh Hồ đại ca vì tiểu muội mới bị trọng thương như vậy, đừng nói là dược vật nhỏ nhoi này, mà cả cô nói đến đây thì cảm thấy khó nói hết được, ấp úng một lúc rồi lại nói tiếp: Ngay cả sư phụ của tiểu muội cũng khen đại ca là thiếu niên anh hùng, có nghĩa khí, dũng cảm, cho nên sư phụ mới sinh sự với Dư quán chủ đó. Lệnh Hồ Xung cười nói: Tại hạ không muốn được khen ngợi đâu, chỉ mong sư thái lão nhân gia tha thứ, không trách mắng tại hạ thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nghi Lâm nói: Sư phụ của tiểu muội sao lại trách mắng đại ca được? Đại ca nên tịnh dưỡng 12 canh giờ, vết thương không bị chấn động thì không có gì đáng lo nữa. Cô lại lấy ra 3 viên bạch dân hùng đám hoàng đưa cho Lệnh Hồ Xung uống. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói: Tỷ tỷ ở đây chăm sóc đại ca nha, đề phòng có người xấu đến hãm hại. Gia gia đang đợi tiểu muội phải đi đây. Nghi Lâm vội nói: Đừng, tiểu muội đừng đi mà, một mình ta ở đây làm sao được. Khúc Phi Yên cười nói: Lệnh Hồ Xung không phải đang ở đây sao? Đâu phải chỉ có một mình tỷ tỷ đâu. Cô nói xong liền quay người đi ngay. Nghi Lâm hốt hoảng nhảy lên phía trước, chụp tay trái của Khúc Phi Yên lại. Cô sử cầm đá thủ của phái Hằng Sơn nắm chặt tay Khúc Phi Yên rồi nói: Tiểu muội đừng đi. Khúc Phi Yên cười nói: Ấy trời ơi, tỷ tỷ muốn động võ nữa hả? Nghi Lâm đỏ mặt buông tay ra rồi năn nỉ: Hảo tiểu muội à, tiểu muội ở lại đây với ta đi. Khúc Phi Yên cười nói: Được rồi, tiểu muội ở lại đây với tỷ tỷ được chưa? Lệnh Hồ Xung đâu phải là người xấu đâu, tỷ tỷ làm sao mà sợ đại ca đến như vậy? Nghi Lâm an tâm một chút rồi nói: Xin lỗi Khúc muội muội, ta chụp tiểu muội có đau không? Khúc Phi Yên nói: Tiểu muội đâu có đau, nhưng mà Lệnh Hồ Xung thì đau lắm đó. Nghi Lâm nghe vậy kinh hãi, chạy đến mở màn ra xem, thấy hai mắt Lệnh Hồ Xung nhắm lại, đã ngủ từ lúc nào. Cô đưa tay lên mũi Lệnh Hồ Xung, cảm thấy hơi thở đều đặn nên rất yên tâm. Bỗng nghe Khúc Phi Yên cười khanh khách, rồi có tiếng cửa sổ mở. Nghi Lâm vội quay người lại thì Khúc Phi Yên đã phóng qua cửa sổ đi rồi. Nghi Lâm vô cùng kinh hãi, nhất thời không biết làm thế nào, bèn chạy đến trước giường gọi: Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca, cô ấy đi rồi. Nhưng lúc này dược lực đang phát tác, Lệnh Hồ Xung hôn mê ngủ ly bì không trả lời được. Toàn thân Nghi Lâm run cầm cập, sợ hãi khôn xiết. Một hồi lâu cô mới đi đóng cửa sổ lại, nghĩ bụng: Đại ca bị trọng thương nguy hiểm như vậy, bây giờ chỉ một đứa nhỏ cũng có thể giết chết đại ca. Tại sao ta không ở lại đây chăm sóc đại ca mà lại định bỏ đi? Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng chó sủa từ những ngõ hẻm xa xa vọng lại, rồi tất cả lại chìm trong tĩnh mịch. Mọi người trong kỷ viện đã trốn hết rồi. Cô tưởng chừng như trên thế gian này, ngoài Lệnh Hồ Xung đang ngủ trong màn ra, thì không còn người nào khác nữa. Nghi Lâm ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Một lúc sau,
nghe tiếng gà gáy vang lên bốn phía. Trời sắp sáng, Nghi Lâm lại sốt ruột. Cô thầm nghĩ, trời sáng rồi sẽ có người đến, ta biết làm sao đây. Cô xuất gia từ thuở nhỏ, tất cả mọi việc đều do Định Vật sư thái lo liệu hết, nên cô không có một chút kinh nghiệm ứng biến. Bây giờ ngoài sự sốt ruột ra, cô không nghĩ được cách nào khác. Trong cơn hoảng loạn, cô bỗng nghe có tiếng bước chân người đi qua đường hẻm. Tiếng bước chân nghe rất rõ, vì bốn bề rất yên ắng tĩnh mịch. Mấy người này đi đến trước cửa quần Ngọc Diện thì dừng lại. Nghe tiếng một người nói, hai người tìm kiếm phía đông, ta và hai người tìm kiếm phía tây. Nếu thấy Lệnh Hồ Xung thì bắt sống hắn. Hắn bị trọng thương, không chống cự nổi bọn ta đâu. Lúc đầu Nghi Lâm nghe có tiếng người đến đã vô cùng hoảng sợ, giờ lại nghe hắn nói đến chuyện bắt Lệnh Hồ Xung, lập tức cô nảy ra ý nghĩ, bằng mọi cách ta phải bảo vệ Lệnh Hồ đại ca chu toàn, quyết không để đại ca rơi vào tay bọn bất lương này. Quyết định chủ ý rồi, nỗi sợ hãi của cô vụt tan biến, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô chạy đến bên giường, kéo cái chăn đơn quấn lấy Lệnh Hồ Xung rồi ôm sốc lên, thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhẹ mở cửa phòng trốn ra ngoài. Cô không cần phân biệt phương hướng, cứ chạy ngược hướng với nơi phát ra tiếng người. Trong khoảnh khắc, cô đã vượt qua vườn rau đến cửa sau. Cánh cửa khép hờ, thì ra mọi người trong quần Ngọc Diện hốt hoảng chạy đi, mở cửa sau rồi không quên đóng nó lại. Cô ôm ngang Lệnh Hồ Xung chạy ra khỏi cửa, chạy hết đường hẻm thì đến bên tường thành. Nghi Lâm nghĩ thầm, ta phải ra khỏi thành, vì trong thành Hành Sơn này Lệnh Hồ đại ca có rất nhiều kẻ thù. Cô men theo tường thành chạy thật nhanh, đến cửa thành liền vội chạy ra ngoài. Nghi Lâm chạy một mạch 7-8 dặm rồi rẽ vào một vùng hoang sơn, cho đến khi không còn đường đi nữa thì đã đến trước một sơn động. Lòng an định lại, cô cúi xuống nhìn Lệnh Hồ Xung thì thấy Lệnh Hồ Xung đã tỉnh, mặt hắn lộ vẻ tươi cười, đang nhìn mình đăm đăm. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lệnh Hồ Xung, lòng cô đột nhiên hoang mang, hai tay phát run lên, sẩy tay đánh rơi Lệnh Hồ Xung xuống. Cô kêu lên chao ôi một tiếng, rồi vội sử chiêu kính phụng bảo kinh, cúi mình xuống đưa tay nâng Lệnh Hồ Xung lên. Cô sử chiêu thức này rất nhanh, không để Lệnh Hồ Xung rơi xuống đất, nhưng hạ bàn cô không vững, người loạng choạng, liền chạy về phía trước mấy bước rồi mới đứng lại được. Cô nói, xin lỗi đại ca, vết thương đại ca có đau không? Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp, không đau. Tiểu sư muội nghỉ một chút đi. Vừa rồi Nghi Lâm vì phải chạy trốn sự truy nã của bọn đệ tử phái Thanh Thành, tâm ý của cô chỉ nghĩ làm sao cho Lệnh Hồ Xung thoát nạn, không lọt vào bàn tay độc ác của đối phương, nên cô hoàn toàn không thấy mệt nhọc. Giờ cô đã định thần, cảm thấy tứ chi rã rời, nhẹ nhẹ đặt Lệnh Hồ Xung xuống trên đám cỏ, rồi đứng lên không vững nữa. Cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, tiểu muội chỉ có lo chạy, lại quên không điều vận hơi thở. Đó là điều đại kỵ của người học võ. Cứ như thế thì rất dễ bị tổn thương lắm đó. Nghi Lâm đôi má ửng hồng, nói, đa tạ Lệnh Hồ đại ca đã chỉ dạy, sư phụ tiểu muội cũng đã có dạy qua rồi, nhưng tiểu muội nhất thời hoang mang cho nên quên mất. Cô ngưng lại một chút rồi hỏi, vết thương của Lệnh Hồ đại ca thế nào rồi? Lệnh Hồ Xung đáp, không còn đau nữa, chỉ thấy hơi ngưng ngứa thôi. Nghi Lâm vui mừng nói, hay quá, vết thương bị ngứa là hiện tượng thuyên giảm rồi, thật không ngờ lại mau lành như vậy. Lệnh Hồ Xung thấy cô vui mừng thì lòng cũng có chút cảm động, bèn cười nói, đó là nhờ sự công hiệu của Từ Linh Dược của quý phái đó. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung thở dài, nói với giọng đầy tức giận, chỉ đáng tiếc là ta bị trọng thương để cho bọn chuột nhắt khinh nhờn. Vừa rồi nếu ta bị lọt vào tay mấy tên tiểu tử phái Thanh Thành thì chết cũng không sợ, chỉ sợ bị chúng làm nhục. Nghi Lâm nói,
Thì ra đại ca nghe thấy hết rồi à? Cô nghĩ đến việc mình đã ôm lệnh hồ đại ca chạy lâu như vậy mà cũng không biết đại ca mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Bất giác mặt cô lại đỏ lên như rán chiều. Lệnh hồ sung không biết tại sao cô lại mắc cỡ. Hắn cho là vì cô chạy quá lâu, hao tổn nhiều sức lực. Bèn nói: Sư muội ngồi xuống đây một chút đi, dùng tâm pháp của quý phái điều hòa nội tức để khỏi bị nội thương. Nghi Lâm dạ một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng rồi vận dụng tâm pháp. Sư phụ đã truyền cho cô tâm pháp để điều hòa nội tức, nhưng tâm ý của cô bồn chồn, không có cách nào an tịnh được. Không bao lâu, cô mở mắt liếc nhìn lệnh hồ sung, xem thương thế của y biến chuyển ra sao, rồi lại xem đại ca có nhìn mình không. Khi Nghi Lâm liếc nhìn lần thứ tư thì đúng lúc lệnh hồ sung mở mắt nhìn cô. Cô giật nảy người, vội vàng nhắm mắt lại. Lệnh hồ sung cười lên ha hả. Nghi Lâm hai má ửng hồng, bẽn lẽn hỏi: Tại sao cười? Lệnh hồ sung đáp: Không có gì, sư muội còn nhỏ tuổi, công phu còn non nớt, nhất thời không định thần được, bất tất phải miễn cưỡng. Định vật sư bá nhất định đã dạy cho tiểu muội lúc luyện tập, mà tinh tiến dũng mãnh quá thì cũng đáng ngại. Việc điều hành nội tức nên bình tâm tĩnh trí mới thực hiện được. Lệnh hồ sung nghĩ một chút rồi nói tiếp: Tiểu muội an tâm đi, nguyên khí của ta đang từ từ hồi phục. Bọn tiểu tử phái Thanh Thành có đuổi theo đến đây, chúng ta cũng không sợ chúng nữa. Ta sẽ cho bọn chúng từng tên một thí cổ hướng hậu. Nghi Lâm mỉm cười nói: Từng tên phái Thanh Thành, Bình Sa Lạc Nhạn. Lệnh hồ sung cười nói: Đúng vậy, thật là tuyệt diệu. Cái gì thí cổ hướng hậu, nói ra thì hơi bất nhã. Chúng ta gọi nó là Bình Sa Lạc Nhạn thức của phái Thanh Thành, nghe nó hay hơn. Lệnh hồ sung nói những tiếng sau cùng thì nổi lên một cơn ho dài, dường như muốn nghẹt thở. Nghi Lâm nói: Đại ca đừng nói nhiều nữa, hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Lệnh hồ sung nói: Sư phụ của ta đã đến Thành Hành Sơn rồi, ta hận mình không đứng dậy đi được để đến phủ Lưu sư thúc xem cuộc náo nhiệt này. Nghi Lâm thấy đôi môi lệnh hồ sung khô rang, hai mắt ráo quảnh. Cô biết lệnh hồ sung mất máu quá nhiều, cần phải uống nhiều nước. Bèn nói: Tiểu muội đi tìm một ít nước cho đại ca uống, nhất định đại ca khát nước lắm phải không? Lệnh hồ sung nói: Ta thấy trên đường ở mé trái đám ruộng có nhiều dưa hấu, tiểu muội đi hái mấy trái đi. Nghi Lâm đáp dạ một tiếng rồi đứng dậy sờ lên người, một đồng cũng không có. Cô liền hỏi: Lệnh hồ đại ca có tiền không? Lệnh hồ sung đáp: Để làm gì? Nghi Lâm nói: Để đi mua dưa. Lệnh hồ sung cười nói: Mua cái gì, tiện tay thì hái, gần đó không có người, người trồng dưa nhất định ở rất xa, tiểu muội hỏi ai mà mua. Nghi Lâm chần chừ rồi nói: Không cho mà lấy là trộm cắp rồi, đây là giới cấm thứ hai trong ngũ giới, không được đâu. Nếu không có tiền thì xin một trái, chắc là họ cũng cho. Lệnh hồ sung cảm thấy khó chịu, nói: Tiểu. Lệnh hồ sung định mắng cô ta là tiểu ni cô lẩn thẩn, nhưng nghĩ đến cô vừa tận lực cứu mình nên vừa nói ra chữ tiểu thì lập tức nín lại. Nghi Lâm thấy sắc mặt lệnh hồ sung không vui nên cô không dám nói nữa. Cô đành nghe lời đi tìm. Cô đi hơn 2 dặm, quả nhiên thấy mấy đám dưa hấu từng dây lúc liễu những trái. Trên ngọn cây tiếng gia kêu râm ran, bốn bề không có một bóng người. Cô nghĩ thầm: Lệnh hồ đại ca muốn ăn dưa hấu nhưng giờ có chủ, làm sao ta có thể tùy tiện trộm cắp của người ta được. Nghi Lâm đi thêm hơn 1 dặm nữa, đứng bên một gò cao rồi nhìn bốn phía, vẫn không thấy một bóng người, ngay cả một ngôi nhà của nông dân cũng không có. Cô đành quay về
đứng trong ruộng dưa. Chần chừ một lúc, Toàn đưa tay hái một trái nhưng lại thụt tay về. Nghi Lâm nhớ lại giới luật sư phụ đã dạy, quyết không thể ăn trộm đồ của người khác. Cô đã muốn bỏ đi nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tiều tụy, miệng đắng môi khô của Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm bặm miệng, chắp hai tay lâm râm khấn nguyện: Bồ Tát từ bi, xin chứng giám cho đệ tử. Đệ tử không dám có ý ăn trộm, nhưng vì Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa hấu. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại tám chữ Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa hấu không phải là lý do chính đáng. Lòng cô rất nóng nảy, hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào. Cô cúi xuống, hai tay ôm trái dưa lên, cuốn dưa đứt lìa. Cô thầm nghĩ: người ta đã cứu tính mạng ngươi, thì ngươi có gì người ta mà đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu đau khổ trong luân hồi cũng chẳng có hề hấn gì. Chuyện ta làm thì ta chịu. Nghi Lâm này đã phạm vào giới luật, chứ Lệnh Hồ đại ca không có liên can gì đến cả. Nghi Lâm ôm trái dưa hấu chạy về bên Lệnh Hồ Xung. Trước nay Lệnh Hồ Xung chẳng hề để ý đến lễ pháp giáo điều của thế tục. Thấy Nghi Lâm đi một lúc lâu mới quá duyên trái dưa hấu của người ta, hắn chỉ cho rằng tiểu ni cô này còn nhỏ tuổi, không hiểu việc đời. Hắn không ngờ rằng cô ta vì hái trộm một trái dưa mà trong thâm tâm đã nổi lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, phải chịu đựng những điều ấm ức. Thấy cô ôm trái dưa về, hắn vui mừng cất tiếng khen: Hảo sư muội thật là một cô nương ngoan ngoãn đó. Nghi Lâm thình lình nghe Lệnh Hồ Xung khen mình như vậy, lòng chấn động suýt nữa làm rơi trái dưa. Cô vội túm trái dưa vào trong vạt áo. Lệnh Hồ Xung cười nói: Sao sư muội lại quan mang như vậy? Tiểu muội ăn trộm dưa bị người ta rượt theo à? Má Nghi Lâm lại đỏ lên, nói: Không, không có ai rượt theo tiểu muội cả. Cô nói rồi từ từ ngồi xuống. Trời vừa sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm vẫn ngồi trong bóng núi, ánh mặt trời không thể chiếu tới được. Sau cơn mưa, cây cối quanh núi cành lá xanh tươi, ngọn gió thanh lương thật dễ chịu. Nghi Lâm đã định thần lại, rút cây kiếm gãy sau lưng ra. Nhìn chỗ đầu kiếm bị gãy, cô nghĩ thầm: Tình ác nhân Điện Bác Quan võ công thật lợi hại. Nếu hôm đó không có Lệnh Hồ đại ca xả thân cứu ta, thì bây giờ làm sao ta có thể bình yên mà ngồi ở đây. Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy hai mắt hắn sâu quắm, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô tự nhủ: Vì đại ca, dẫu ta có phạm thêm nhiều đại ác nghiệp cũng không hề hối hận, chỉ mới ăn trộm một trái dưa thì có sao đâu. Cô nghĩ đến đây thì những điều bất an trong lòng sau khi phạm giới dục tan biến hết. Cô dùng vạt áo lau sạch lưỡi kiếm gãy rồi xẻ trái dưa ra. Mùi thơm màn mát xông lên mũi. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm, kêu lên: Dưa ngon quá. Rồi hắn lại nói: Sư muội, ta chợt nhớ ra một câu chuyện vui. Rằm nguyên tiêu năm nay á, bọn sư huynh sư muội ta tụ tập để uống rượu. Linh Sang sư muội đưa ra một số câu đố. Cô nói bên trái là một con chó, bên phải là một trái dưa. Hãy đoán xem đó là chữ gì. Lúc đó ngồi bên trái cô ta là Lục Đại Hữu, Lục sư đệ. Người sư đệ tối hôm qua đã vào kỹ viện tìm ta, còn ta thì ngồi bên phải cô. Nghi Lâm mỉm cười nói: À, cô ta đưa ra câu đố là để trêu đại ca vào vị Lục sư huynh kia rồi. Lệnh Hồ Xung nói: Đúng rồi, câu đố này không khó đoán. Đó là chữ Hồ trong cái tên Lệnh Hồ Xung của ta. Cô ta đưa ra câu đố vui như vậy á là do lấy từ sách mà ra. Hay là chỗ Lục Đại Hữu ngồi ở bên trái, còn ta thì ngồi ở bên phải. Thật là trùng hợp. Bây giờ bên cạnh một bên ta đó là con chó nhỏ, bên kia đó là một quả dưa to. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa chỉ vào trái dưa, rồi chỉ vào Nghi Lâm, nét mặt tươi cười. Nghi Lâm mỉm cười nói: Hiểu rồi, đại ca nói dòng do là để ám chỉ tiểu muội là một con chó nhỏ.
Nghi Lâm cắt trái dừa ra thành từng miếng, bỏ vỏ, rồi lần lượt đưa cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nhận dưa, cắn một miếng, cảm thấy mùi dưa thơm ngọt, bèn ăn hết một miếng lớn. Nghi Lâm thấy đại ca ăn một cách ngon lành, lòng cô rất vui sướng. Lại thấy hắn nằm ăn, khiến nước dưa nhỏ ướt cả vạt áo trước, nên cô cắt miếng dưa sau ra thành từng cục nhỏ đặt vào tay của hắn. Lệnh Hồ Xung cho gọn vào miệng, nước dưa không nhỏ lên áo nữa. Thấy đại ca ăn dưa, mỗi lần đưa tay lên không tránh khỏi làm động đến vết thương, cô không đành lòng, bèn đút từng miếng dưa nhỏ vào miệng của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ăn gần hết nửa trái dưa mới nghĩ đến Nghi Lâm chưa ăn miếng nào, bèn nói: "Tiểu muội nên ăn một chút đi." Nghi Lâm nói: "Đợi đại ca ăn no xong tiểu muội mới ăn." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta ăn đủ rồi, tiểu muội ăn đi." Nghi Lâm cảm thấy khát nước từ lâu, lại đút thêm cho Lệnh Hồ Xung vài miếng nữa, rồi mới cắt một miếng nhỏ ăn. Cô thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình không chớp mắt, mắt cỡ quay người lại, lưng hướng về Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đột nhiên khen: "À, thật là đẹp." Giọng nói của Lệnh Hồ Xung đầy ý tán thưởng. Nghi Lâm mắc cỡ, không hiểu tại sao đại ca bỗng nhiên khen mình đẹp. Cô muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng nhất thời lại bỏ ý định đó. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, cô mắc cỡ đến nỗi ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Lệnh Hồ Xung lại nói: "Tiểu muội nhìn kìa, thật là đẹp. Tiểu muội có thấy gì không?" Nghi Lâm từ từ xoay người, nhìn theo hướng tay Lệnh Hồ Xung đang chỉ về phía tây. Thấy xa xa có một cầu vồng xuất hiện phía sau rừng cây, với bảy sắc màu biến ảo vô cùng rực rỡ. Bây giờ cô mới biết Lệnh Hồ Xung nói thật là đẹp là để khen cầu vồng. Vừa rồi cô đã hiểu lầm, bất giác cô lại mắc cỡ. Nhưng lần mắc cỡ này hàm chứa một chút thất vọng. So với lúc trước là cái tâm tình thẹn thùng ngấm ngầm vui sướng thì có chỗ bất đồng. Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu muội, lắng tai thử có nghe thấy tiếng gì không?" Nghi Lâm nghiêng tai lắng nghe. Từ nơi xa xa hướng cầu vồng mọc vọng lại tiếng nước chảy. Cô nói: "Dường như có thác nước." Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng rồi, trời mưa mấy ngày liền, trong khe núi nhất định có thác nước. Chúng ta đi đến đó xem đi." Nghi Lâm nói: Đại ca còn phải tĩnh dưỡng thêm nhiều nữa mà." Lệnh Hồ Xung nói: "Chỗ này toàn là đá lấm chởm, phong cảnh không đẹp chút nào. Chúng ta đi xem thác nước hay hơn." Nghi Lâm không nỡ làm trái ý đại ca, bèn đỡ hắn đứng dậy. Khuôn mặt cô lại bỗng nhiên đỏ bừng. Cô nghĩ: "Ta đã ôm đại ca 2 lần rồi. Lần thứ nhất đại ca đã chết, lần thứ hai thì đang bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng, nên ta phải ôm mà chạy. Lúc này đại ca tuy đang bị trọng thương, nhưng thần trí rất tỉnh táo. Ta làm sao dám ôm đại ca thêm một lần nữa? Ý đại ca muốn đến bên thác nước đó, Phải chăng là muốn ta..." Trong lúc cô ta do dự thì Lệnh Hồ Xung đã lượm một khúc cây làm gậy, chống xuống đất, chậm chậm bước đi về phía trước. Thì ra cô đã nghĩ sai. Nghi Lâm vội chạy đến, đưa tay dìu Lệnh Hồ Xung, lòng tự trách: "Ta làm sao vậy? Lệnh Hồ đại ca là một chính nhân quân tử, hôm nay sao tâm trí ta lại thất thường, ý nghĩ lại chao đảo như vậy? Dù sao một mình ta ở bên cạnh một nam tử thì cũng phải đề phòng cẩn thận. Nhưng đại ca và Điền Bác Quan tuy cùng là nam tử đó, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Sao ta có thể ghép cả hai người một ruột như nhau?" Lệnh Hồ Xung tuy bước không vững nhưng vẫn cố tự chống chọi mà đi. Được một quãng, thấy một tảng đá to, Nghi Lâm dìu Lệnh Hồ Xung đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nói: "Ở đây cũng đẹp vậy, đại ca nhất định muốn đi xem thác nước à?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu muội nói ở đây đẹp thì ta với tiểu muội ở đây ngắm cảnh một chút đi." Nghi Lâm nói: "Được rồi, phong cảnh ở bên kia đẹp, đại ca muốn tới đó thưởng thức, lòng khoan khoái thì vết thương sẽ lành nhanh hơn." Lệnh Hồ Xung mỉm cười đứng lên. Hai người đi chậm chậm đến một thung lũng thì nghe tiếng nước chảy róc rách. Lại đi thêm một đoạn nữa
tiếng nước chảy nghe càng rõ hơn. Sau khi đi xuyên qua một rừng tùng, họ thấy một thác nước giống như con bạch long từ vách núi đổ xuống. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: "À, bên Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn, ta cũng có một thác nước lớn hơn thác nước này, hình dạng cũng gần giống như vậy. Linh San sư muội và ta thường đến bên thác nước luyện kiếm, có lúc cô ấy nghịch ngợm còn chui vào trong thác nước nữa đó." Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xung nhắc đến Linh San sư muội lần thứ hai, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ. Đại ca bị trọng thương lại nhất định muốn đến bên thác nước, không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, mà là để nhớ đến Nhạc Linh San sư muội của đại ca. Không hiểu sao tim cô nhói đau, giống như bị ai đánh một chùy thật mạnh. Lệnh Hồ Xung lại nói: "Có một lần á, luyện kiếm bên thác nước, cô ấy bị sẩy chân trượt ngã, suýt chút nữa té xuống dòng nước sâu. May mà ta chụp lại được, thật là nguy hiểm." Nghi Lâm lạnh lùng hỏi: "Đại ca có nhiều sư muội không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Phái Hoa Sơn ta tổng cộng có 7 nữ đệ tử, Linh San sư muội là con gái của sư phụ, bọn chúng ta đều gọi y là tiểu sư muội, còn 6 người kia đều là đệ tử của sư mẫu." Nghi Lâm lại nói: "Ờ, thì ra cô ta là tiểu thư của Nhạc sư bá. Cô ta với đại ca thân nhau lắm phải không?" Lệnh Hồ Xung từ từ ngồi xuống, nói: "Ta là một đứa bé côi cút không cha không mẹ. 15 năm về trước á, được ân sư và sư mẫu thâu nhận làm môn hạ. Lúc đó đó, tiểu sư muội mới có 3 tuổi. Ta lớn tuổi hơn nhiều, thường ẵm tiểu sư muội đi hái trái rừng, đi bắt thỏ, sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn. Sư phụ sư mẫu không có con trai nên coi ta như con ruột. Tiểu sư muội chẳng khác nào em ruột của ta vậy." Nghi Lâm ồ một tiếng, rồi một lúc sau mới nói: "À, tiểu muội cũng là một đứa bé côi cút không cha không mẹ, từ ấu thơ được ân sư nuôi dưỡng cho nên xuất gia từ nhỏ." Lệnh Hồ Xung nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Nghi Lâm quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu như tiểu muội không phải là môn hạ của Định Vật sư bá, thì ta sẽ cầu xin sư mẫu nhận tiểu muội làm đệ tử. Sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ của chúng ta rất là đông, có đến 20 mấy người, mọi người rất vui vẻ. Sau giờ luyện công á, bọn ta cùng nhau kết bạn đi chơi, sư phụ sư mẫu cũng không quản lý. Tiểu muội mà gặp tiểu sư muội của ta nhất định sẽ rất thích, và có thể hai người sẽ trở thành đôi bạn thân đó." Nghi Lâm nói: "Đáng tiếc là tiểu muội không có được cái phước như vậy, nhưng sống trong Bạch Dương Am, sư phụ và các sư tỷ đối với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội cũng sống rất vui." Lệnh Hồ Xung nói: Phải, ta nói sai rồi. Kiếm pháp của Định Vật sư thái rất là thần diệu. Lúc sư phụ và sư mẫu ta bàn luận đến kiếm pháp của các phái, đối với sư phụ của tiểu muội á, thì hai vị rất khâm phục kiếm pháp của lão nhân gia. Phái Hằng Sơn đâu có thua gì phái Hoa Sơn ta." Nghi Lâm nói: "Lệnh Hồ đại ca, hôm đó đại ca nói với Điền Bá Quang là đánh đứng thì Điền Bá Quang đứng thứ 14 trong thiên hạ, còn Nhạc sư bá đứng thứ 8. Vậy thì sư phụ của tiểu muội đứng hàng thứ mấy?" Lệnh Hồ Xung cười lên rồi nói: "Đó là ta nói gạt Điền Bá Quang, làm gì có chuyện đó. Võ công mạnh hay yếu đều thay đổi mỗi ngày, có người ngày càng tiến bộ, có người tuổi già sức yếu thì ngày càng suy thoái, làm sao có thể sắp đặt thứ bậc trong thiên hạ được. Điền Bá Quang á, tuy võ công cao cường, nhưng nói là đứng thứ 14 trong thiên hạ thì chưa chắc. Ta cố ý xếp hắn vào cái hạng cao một chút, cốt để cho hắn vừa lòng." Nghi Lâm nói: "À, thì ra đại ca gạt hắn." Nghi Lâm nói xong, ngẩn ngơ nhìn thác nước một lúc, rồi lại hỏi: "Đại ca thường nói gạt người ta lắm sao?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Còn phải tùy tình hình chứ, không phải thường đâu. Có những người có thể gạt được, có những người á không thể gạt được. Sư phụ và sư mẫu hỏi chuyện gì, ta tất nhiên không dám lừa dối rồi." Nghi Lâm ồ lên một tiếng rồi nói: "Vậy còn trong sư huynh, sư đệ,
sư tỷ sư muội đồng môn của đại ca thì sao? Ý cô muốn hỏi đại ca có lừa dối Linh Sang sư muội của đại ca không, nhưng không hiểu sao cô lại không dám hỏi thẳng ra như vậy. Lệnh Hồ Xung cười đáp: Điều đó còn phải tùy thuộc tùy việc. Bọn ta thường đùa giỡn với nhau, nói chuyện mà không có bịp nhau thì còn chi là thú vị nữa chứ. Cuối cùng Nghi Lâm cũng hỏi: Ngay cả Linh Sang tỷ tỷ đại ca cũng gạt luôn à? Lệnh Hồ Xung từ trước tới giờ chưa nghĩ qua chuyện này. Hắn chau mày trầm ngâm một lúc, nghĩ lại trong cuộc đời mình từ trước đến giờ có việc nào đã lừa gạt cô ấy, rồi nói: Nếu là việc quan trọng á thì dĩ nhiên không thể gạt y được, nhưng lúc giỡn chơi nói dối để làm trò cười thì thế nào cũng phải có. Nghi Lâm sống trong Bạch Vân Am, sư phụ giữ giới luật rất nghiêm, không cho phép đùa giỡn bao giờ. Các vị sư tỷ ai cũng lạnh nhạt ít nói. Tuy mọi người rất yêu thương nhau, đùm bọc nhau, nhưng không ai nói đùa lấy một câu. Chuyện vui nhộn thì càng rất hiếm thấy. Môn hạ của hai vị sư bá Định Tĩnh và Định Nhàn có không ít đệ tử tục gia còn trẻ, nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười. Từ lúc còn nhỏ, Nghi Lâm đã sống nơi tịch mịch lạnh lẽo này. Ngoài giờ luyện võ ra là gõ mõ tụng kinh. Bây giờ nghe Lệnh Hồ Xung nói bọn đồng môn phái Hoa Sơn náo nhiệt như vậy, cô bất giác cao hứng, nghĩ bụng: Nếu mình có thể cùng với đại ca đi đến Hoa Sơn chơi thì thích thú biết mấy. Nhưng cô lập tức nghĩ lại: Ra khỏi Bạch Vân Am lần này ta đã gặp phong ba như vậy rồi, chắc chắn sau khi trở về am thì sư phụ không cho phép xuất môn nữa. Ta đến Hoa Sơn vui chơi cái gì, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy được. Lòng cô bỗng nhiên xa lại, mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không để ý đến cô. Chàng nhìn thác nước rồi nói: Ta và tiểu muội đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức. Sư muội biết có hiệu dụng gì không? Nghi Lâm lắc đầu đáp: Tiểu muội không biết. Giọng nói của cô đã có một chút ngạn ngào, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn không để ý đến điều đó. Hắn tiếp tục nói: Chúng ta cùng với người động thủ. Nếu người đó nội công rất thâm hậu thì đao kiếm và quyền chưởng thường đi đôi với nội lực. Nội lực vô hình hữu chất, có thể đánh văng kiếm của chúng ta đi. Ta và tiểu sư muội luyện kiếm trong thác nước, mong có thể dùng lực nước để xung kích nội lực của đối phương, mà còn dùng chính lực của đối phương để đánh lại đối phương. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung nói rất hứng khởi, bèn nói: Hai vị đã luyện thành kiếm pháp đó chưa? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Chưa được. Tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp đâu dễ dàng như vậy. Vả lại chúng ta đâu có sáng chế ra chiêu kiếm nào đâu, mà chỉ nghĩ ra từ kiếm pháp bổn môn đã được sư phụ truyền dạy rồi chế ra thôi. Cứ coi như có một chút sáng chế mới, đó cũng chỉ để vui chơi. Lúc gặp địch thủ thì chẳng hiệu dụng chút nào. Nếu không thì ta làm sao bị Điền Bảo Quang đánh cho te tua, không còn sức chống đỡ chứ. Lệnh Hồ Xung đưa tay vạch một đường xuống đất, hớn hở nói: Ta lại nghĩ ra được một chiêu á. Đợi sau khi vết thương lành rồi trở về sẽ cùng với tiểu sư muội chiết giải thử. Nghi Lâm dịu dàng hỏi: Hai vị gọi bộ kiếm pháp này là gì? Lệnh Hồ Xung cười nói: Ta đã nói rồi, bộ kiếm pháp này không thể đặt cái tên khác, nhưng tiểu sư muội nhất định phải đặt cho nó một cái tên gọi là Hồ Linh kiếm pháp, vì bộ kiếm pháp này do ta và sư muội cùng chế ra đó. Nghi Lâm lại nói: Hồ Linh kiếm pháp. Ôi, trong kiếm pháp này có tên đại ca và tên của cô ta. Truyền đến đời sau, ai ai cũng biết hai vị đã cùng sáng chế ra. Lệnh Hồ Xung cười nói: Tiểu sư muội của ta đó, tính nó như con nít nên mới gọi như vậy thôi, chứ chúng ta một chút bản lĩnh cũng không có, chẳng có tư cách gì, làm sao tự chế ra kiếm pháp được. Tiểu muội đừng có nói với ai, nếu mà người ta biết á thì chắc họ cười chúng ta đến trẹo cái quai hàm mất. Nghi Lâm nói: Dạ,
tiểu muội quyết sẽ không nói cho ai biết hết. Cô ngừng lại một chút rồi mỉm cười. Chuyện đại ca tự sáng chế ra kiếm pháp, người ta đã biết hết cả rồi. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi, sao Linh Sang sư muội đã nói với người ta ư? Nghi Lâm cười nói, thì chính đại ca nói với Điền Bá Quan mà. Đại ca không phải nói là tự mình sáng chế ra một bộ kiếm pháp ngồi đâm rùi nhặn sao? Lệnh Hồ Xung cười lớn nói, ta nói vớ nói vẩn với hắn thôi mà tiểu muội cũng nhớ được ư? Lệnh Hồ Xung cười lớn làm động đến vết thương, hắn đau quá phải chau mày lại. Nghi Lâm nói, ôi tiểu muội thật ngớ ngẩn, đã làm cho vết thương của đại ca đau rồi, thôi đừng có nói nữa, đại ca nên nằm ngủ một chút đi. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lúc thì lại mở mắt ra, nói, ta chỉ biết phong cảnh ở đây đẹp, nhưng bên thác nước lại không thấy cầu vồng đâu. Nghi Lâm nói, thác nước thì có cái đẹp của thác nước, cầu vồng có cái đẹp của cầu vồng. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, tiểu muội nói thật là không có sai. Trên đời này á, nào có cái chuyện thập toàn thập mỹ, có người chịu trăm đắng ngàn cay để đi cầu tìm một vật, khi được vật đó rồi á thì không chừng lại muốn liện đi. Nghi Lâm mỉm cười nói, Lệnh Hồ đại ca, những câu nói của đại ca ẩn chứa thiền cơ đó, nhưng đáng tiếc tiểu muội tu còn nông cạn lắm, không hiểu rõ đạo lý ở trong đó, nếu sư phụ nghe được nhất định sẽ giải thích cho tiểu muội rõ. Lệnh Hồ Xung thở dài nói, cái gì là thiền cơ với không thiền cơ, ta không có hiểu gì hết. Ôi chào, ta mệt quá. Lệnh Hồ Xung nói xong từ từ nhắm mắt lại, dần dần hơi thở trầm xuống, hắn đã chìm vào trong giấc mộng. Nghi Lâm ngồi cạnh bên, cô bẻ một cành cây nhẹ nhàng xua rùi mũi cho đại ca ngủ yên. Cô ngồi hơn một canh giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi, mơ hồ nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng nhiên cô lại nghĩ, đợi lúc đại ca tỉnh dậy nhất định rất đói bụng, mà ở đây lại không có gì ăn, ta đi hái thêm mấy trái dưa nữa để có thể vừa giải khát vừa ăn cho no. Thế là cô nhanh bước chạy về hướng đám dưa, hái thêm một trái. Cô sợ lúc mình đi khỏi có người hay dã thú đến xâm phạm Lệnh Hồ Xung, nên vội vàng chạy nhanh về. Thấy đại ca vẫn còn an giấc, cô mới yên tâm, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, mỉm cười nói, ta tưởng tiểu muội về rồi. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi, tiểu muội về đâu? Lệnh Hồ Xung nói, sư phụ và các sư tỷ của tiểu muội đang tìm kiếm tiểu muội đó, họ nhất định rất nhớ tiểu muội. Nghi Lâm không hề nghĩ đến chuyện này, nghe đại ca nói như vậy cô sốt ruột vô cùng, lại nghĩ, sáng mai về gặp sư phụ, không biết sư phụ lão nhân gia có trách phạt mình không. Lệnh Hồ Xung nói, tiểu muội, đa tạ tiểu muội đã chăm sóc cho ta nửa ngày, cái mạng của ta đã được tiểu muội cứu sống rồi, tiểu muội nên đi về sớm một chút đi. Nghi Lâm lắc đầu nói, không, nơi Quan Sơn giả lĩnh mà để đại ca ở lại một mình, không có người bên cạnh chăm sóc thì làm sao được. Lệnh Hồ Xung đáp, tiểu muội đến phủ Lưu Sư Thúc ở thành Hành Sơn nói nhỏ với các sư đệ của ta, bọn họ sẽ đến đây chăm sóc ta. Nghi Lâm xót xa nghĩ bụng, thì ra đại ca chỉ muốn tiểu sư muội của đại ca chăm sóc mà thôi, nên muốn đuổi ta về nhanh để mau gọi cô ta đến mà. Nghi Lâm cầm lòng không được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Lệnh Hồ Xung thấy cô ta bỗng nhiên rơi lệ, lấy làm lạ hỏi, tiểu muội sao lại khóc? Tiểu muội sợ về bị sư phụ mắng có phải không? Nghi Lâm lắc đầu. Lệnh Hồ Xung lại nói, phải rồi, tiểu muội sợ trên đường lại đụng phải tên Điền Bá Quan. Không phải sợ, từ nay về sau á, hắn mà thấy tiểu muội thì chuồn ngay à, không dám gặp mặt tiểu muội nữa đâu. Nghi Lâm lại lắc đầu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Lệnh Hồ Xung thấy cô ta càng khóc nhiều, lòng dâng trào cảm xúc, bèn nói, thôi, được rồi, ta đã nói sai rồi, ta xin lỗi tiểu muội nha. Tiểu sư muội,
sư muội đừng có giận nữa. Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xuân rất dịu dàng, lòng cô vơi bớt tủi buồn. Nhưng cô lại nghĩ, đại ca nói những lời dịu dàng này rõ ràng là thói quen thường dùng để xin lỗi tiểu sư muội. Lúc này y thuận miệng nói ra mà thôi. Bỗng nhiên cô khóc òa lên, một lát sau mới nói, tiểu muội đâu phải là tiểu muội của đại ca đâu. Đại ca, lòng của đại ca chỉ nhớ đến tiểu sư muội của đại ca mà thôi. Câu nói vừa thốt ra thì cô lập tức nghĩ lại, mình là người xuất gia mà, sao lại có thể nói với đại ca những lời như vậy, quá trớn lắm rồi. Bất giác mặt cô thẹn đỏ lên, quay đi hướng khác. Lệnh Hồ Xung thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt mà nước mắt lại chưa dứt, cứ tuôn rơi như những giọt nước lấp lánh nhỏ bé văng tung tóe bên thác nước. Yêu kiều tươi đẹp không sao tả xiết, chàng nghĩ thầm, cô ta thật là đẹp, không thua kém gì Linh Sang tiểu sư muội. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.